Tại vì tháng này là tháng mưa, một lát trời cũng sắp mưa, giờ nắng với chút xíu tan mưa. Giờ mình, bữa nay mình sẽ làm lẩu gà ớt hiểm. Mình nêm vô đây chút xíu muối, lát mình khỏi nêm vô nữa, nêm vô cho nó thấm con gà. Lát thì cái nước á nó mình nêm ít thôi, nửa muỗng nêm. Xong rồi lát thì mình nêm lại sao, cũng để cho nó thấm cái thịt gà đi. Anh Út đang giật dừa ở ngoài mãi á, tại vì mấy cái cây dừa gần nhà mình á, dừa nó khô hết trơn à, sợ nó rụng vô nhà á, mẹ sợ lắm. Thì cái mẹ kêu anh Út giật, mà tháng này dừa rẻ lắm, có 35.000 một chục à. 32 luôn hả? Ừ, có 32.000 cho à. Mà đi đám cưới, đi đám cưới bây giờ là phải 200.000, là phải là 50 dừa, 60 chưa, hơn 60 dừa. Ừ, hơn 60 dừa mới đi 70 dừa, 70 dừa mới được 201. Sao vậy? Không phải, 2 chưa 2. Đám cưới giờ đó mua bán được 70 giờ mới đi được đám cưới à. Đừng lấy lợi nha, đừng lấy lợi nha. Chị ba làm gì đúng không này? Rồi. Ai có đám cưới thì nên ngừng lại. Trời thì vừa chừng nào vừa mắc rồi làm đám cưới sao? Chứ sao người ta sợ. Ta không dám đi. Thôi, giờ mình đi chặt dừa đi. Ủa mình đi giật dừa đi. Bên kia anh Út cũng giật dừa, bên đây mình cũng giật dừa. Kêu dữ mày. Ừ, đi vô đi. Cái the hả? Rồi, rớt dũng. Hai trái đi. Mình khỏi chế nước, mình lấy nước dừa mình xài luôn, cho nó ngọt. Dừa dừa cháu uống với tiền. Thôi cậu Út, cậu Út của mình mới xuống. Ủa
Giờ trái dừa nó bị rớt dũng rồi. Giờ tiền lụm lên bằng cái xào luôn. Mình giật bằng cái xào mà mình cũng lụm bằng cái xào. Có cây xào á, nó vừa có cái giật dừa mà vừa cái mũi chĩa nữa. Còn cây xào của mình thì nó chỉ có cái giật thôi, không có cái mũi chĩa. Xách như vậy luôn. Thôi mình đem gì mình rửa. Ừ. Để đây ha. Để đây đừng mời ra giật tiếp. Bây giờ ai cho tiền nó vàng đó thì ơi. Nhanh lên nhắc xuống có kìa kìa cái đầu nhắc cái bên kìa. Tiền không kịp rồi. Trở tay không kịp với chị ba nè. Nấu lẩu gà Út ơi. Út chào ăn lẩu gà Út hay về nha. Không ăn thì ở lại chút sách về. Bằng con gà ốc ngon chuột bằng gà. Hai chục dừa. Ăn gì? Ơi rớt củi lửa, rớt củi lửa vô ơi. Dạ thấy nó chim ăn này chuột nữa em biết luôn. Chuột cảm. Bởi ông có ốc, ốc biết sao nó ăn tiền nó nuôi lần lần để vài bữa nữa làm cái món chuột quay nước dừa. À bữa nào ăn tiền không ở nhà mình làm bữa vô giờ ăn chuột nó mập rồi. Bữa nào ăn tiền không ở nhà về nhà làm đi ăn cái chùa bộ xương nha. Về trong đồ vườn cái gì học cùng lâu á làm gì cái hòm nào ở dưới là ở trong hũ ở dưới là cái hồ cát ổ bậy cái hồ hút ẩm cho nó đáy đựng ướt chuồng. còn cái màu trắng nhuyễn nhuyễn là cát tắm cho nó cho lông nó đựng xù đúng rồi lông hình như nãy giờ em quên gì hay ơi. Quên sao hạt gà. Thôi ơi tỉnh lên luôn rồi. Cái gì thịt gà này là hồi nãy cháy tỏi. Không lẽ người ta cháy tỏi vàng xong rồi người ta đổ thịt gà vô ta xào xong rồi người ta mới đổ nước dừa vô. Mà thôi kệ hỏi cũng vô bụng hết trơn vậy. Không phải đổi việc phụ. Ủa không đầu bếp. Hai ơi cái ủa bộ rau này hồi chưa tính á, để em trồng nha chị ba. Rau này hồi ăn lẩu á hả? Ừ hồi ăn lẩu vậy. Ủa ăn lẩu là gió hôm hả? Ừ. Cái này là nấm đông cô mình ngâm cho nó nở ra rồi. Cái này là nấm đông nhan rồi mình vắt luôn rồi giờ mình sắt nha. Ủa không mình sắt cái gốc nó thôi chứ mình không có sắt cái cây nấm. Cái này thì mình bị đau răng rồi cho nên có thể là mình nhìn và mình khóc. Bữa thì chị ba bị đau răng, bữa thì chị hai bị đau răng. Cái đó ăn được mà Dũng. Hai con đau bụng quá. Hai con đau bụng quá. Rồi sao? Hai đau răng, hai con đau bụng. Đau chứ ăn à. Kệ, ăn đi đi. Con đau bụng vô đi, mẹ cho con mầm nhân đi. Cho con mầm sữa nha. Cái này ra nước nó ghê. Đi ngồi trên mình nghiệp. Cái tô này là nãy đựng thịt gà đó nhưng mà không sao, nát mình cũng bỏ vô nồi hết rồi. Gì con? Bỏ vô đỡ đi. Mầm sữa mẹ ơi. Mầm sữa. Chút xíu là phép đi mầm sữa nè. Bắt cái gì đi coi á. Bắt cái gì đi coi á. Đâm cơ. Gao. Ốc. Không qua mẹ có nói không qua nhà nhỏ được nó mới không? Không. Ông qua nhỏ được cũng 300 gram. Ở đâu Út? Bà nào Út?
thấy cha đi mà chạy ngang lậu á, cái lậu quá trời, cái Út dừng xe lại đâu xuống bụi nhỏ cái Út giống nổ luôn. Bự lắm, bự ơi. Vậy là bao nhiêu lắm không? Mà bị nó nhỏ quá trời á. Vậy hả? Nó kêu không nhỏ. Vậy là nhỏ không nổi kêu ăn phụ. Ăn Út ơi, con bún giỏi hả ông Út? Đỡ chưa. Rồi 35 gram mà nó nở hơi tàn rồi. Ủa nó nở hơi bắp bắp. Có. Chứ Út mặn bánh nó tròn kia nữa, Út lấy nữa. Về Út nó rồi cạp hết luôn. Này nở nhiều lắm. Hả? Vậy? Cái gì em á nha. Cái nồi lẩu của mình hồi nãy giờ nó sôi rồi nè, mà thịt gà nó cũng hơi chín rồi. Mình bỏ vô nấm đông cô vô luôn nha. Đó. Để cho nó cái nấm đông cô này nó chín rồi nó ra cái nước ngọt nè, nước ngọt gà, nước ngọt nấm nè. Cho nó thơm, nó nồng, nhưng mà nó sẽ không có bị cay quá. Cũng cay á. Cũng cay chứ không ta. Chị ơi, màu đỏ em bán 30.000 ký, màu xanh em bán 60.000 ký nha chị. Thôi hái cho màu xanh đi. Xanh cay đó nhưng mà nó không cay bằng cái trái màu đỏ đâu. Mấy chục cũng được. Cái tiếng nó ngang năm sao cả. Vậy thôi chị về đi. Ở nó nghe nãy mới phát hiện nhái gốc mai của mình đây bự dữ ta. Đâu? Hả? Đâu? Đó. Thôi đừng giả bộ không thấy thì ơi. Chi vậy? Phát hiện ra là mất công qua ngày mai không còn á. Hồi đó nhà mình mê ăn trộm nhóc luôn. Bứng mai trơn. Mấy cây mai đẹp đẹp là bứng trơn hết chị ba. Ê nói nghe mà hầu như nhà mình á, ăn cái món gì cũng ra cây ớt ngồi hái trơn. Hầu như là chục món ăn đi hái ớt có 8 món rồi. Vậy thôi món của kinh nghiệm đi hái ớt lén đi đừng quay nữa. Mà thật ra hái ớt vui mà. Mà mình hái cái ớt này nè, mình hái luôn cái cuốn vậy. Chứ mình không có ngắt tới đây. Mình ngắt cho nó dài ra. Để một lát á, cái mình ăn lẩu á, nó vừa nồng, nó vừa cay hơi hơi thôi chứ mà nó không có cay quá. Cay quá. Như ai mà muốn cay quá thì đâm dập dập hai ba trái thôi bỏ vô, còn bao nhiêu là để nguyên trái như vậy nha. Tiền ơi, phụ hái nha Tiền ơi, cái này mình phải cần rất là nhiều ớt luôn á. Ủa vậy hả? Cũng hên là cây ớt nhà mình nhiều á. Hết non rồi không? Hái nước mới được. Hái một dĩa lận nha. Nhiều lắm á. Nè nãy giờ bà hái được như đây nè. Nào. cảm ơn ba hái nha. Cái nách nè. Nó già lắm. Nách. Đâu dưới nách đâu dở nách lên ngồi hái vậy. Cây ớt này ăn mấy mùa luôn á. Ơi, một lát á ba chỉ cho Tiền cây ớt đằng kia. Cây ớt đằng kia là ba hái rồi. Ủa ba chặt nhánh hết rồi. Giờ nó ra nhánh mới rồi. Có trái chưa? Chưa ra trái nhưng mà nó ra tục mới rồi. Như cây ớt nào mà mình ăn chừng một mùa, hai mùa trái mà mình thấy nó già già là mình cắt tới túi dưới, cắt hết lá luôn. Là mùa sau nó ra cái lá đọt hết thì nó ra bông mới. Chứ nếu mà mình để vậy nè, nó cằn lắm. Nó không có ra trái được. Ồ, cái cây kêu bằng cây đó là cái gì? Cây Tiền ơi,
Cái đó cái gì quên này? Mùng tơi, ở cái mùng tơi. Hà hột quá chừng luôn. Đâu? Đó, đứng dậy chưa, đứng dậy thấy. Đó. Ờ đúng rồi. Hột quá chừng hột luôn. Nay hỏi cái mùng tơi mẹ hái được hai cái loại rồi đó. Nay hột mưa. Nếu với mình lấy cái hồng mình trồng cho ra chỗ khác nữa, cái món mình hái mình đem chợ mình bán. Cái gì bà? Món ra nhiều cái mình hái mình đem chợ mình bán. Ngay chợ cái người ta không mua cái quê quê thích đi về. Như đây chắc được rồi chị ba. Nhiều quá. Nghe nhiều rồi mà. Nhiều lắm luôn á, mình phải cái lẩu này là mình phải ăn nhiều ớt, tại vì ớt là nhân vật chính. Bữa nay có cậu Út mình xuống nè, cái là anh hai với chú Bảy qua nhậu với Út cho vui. Đâu? Cậu mà đã con chịu cậu gì cũng được, có người nhận kêu rồi bây giờ con nhậu chú Bảy. Dạ. Con. Dạ. Dạ. Lâu lâu gặp lần. Chú Bảy với Út với anh hai nhậu, con bên kia con cũng nhậu luôn. Quyền đi làm về bây giờ ghé mình chơi. Nước sôi nước sôi. Chị hai sang cái nồi bự qua cái nồi lẩu nè cho mình dễ ăn. Tiên ơi. Tiên ơi. Đừng ấm lại nha. Dạ. Không được. À. Cái này là lẩu ớt hiểm đó mẹ. Không ăn được. Rồi bây giờ chị hai sẽ bỏ ớt hiểm vô. Rồi đó chị Tư. Không ăn được mẹ. Không ăn được hả? Cổ họng bị mắc xương vậy đó. Hai đếm coi mai mình được mấy trái ớt hiểm hai. Chị má ăn cái đó phục xuất à. Khoảng 50. Bữa em mắc cái giờ quên cái mất tiêu rồi. Nói cho em xương nhỏ. Ăn hết cái đống ớt hiểm này chắc ấm lắm hai ơi. Ăn hết đống ớt hiểm này. Bữa chị hành gà chứ cũng không sao mày mà không biết mắc cái gì luôn nữa. Mỗi lần đi bơm môi. Thiệt á chứ để vậy không được đâu á. Nó sưng mà. Ớt hiểm nổi lên bền. Mình đâu biết phải mắc. Cái ăn cái lẩu này thì mình chỉ cần bỏ cái rau này vô thôi. Rau cái gì quế. Chồng nó lại mang chút đi con. Không có ăn mấy rau khác đâu con. Quế đó. Đây, đây, ủa cô không ăn bún hả? Ăn không. Ớt hiểm á, hiểm phải ấy bên bên luôn ơi. Không kiểu này không sao đâu, 21 ra. Ớt hiểm đâu dầm đâu chị. Đâu dầm lên chút ăn thôi. Cắn, cắn ai mà không ăn ớt, mẹ ăn được mà cắn cúng. Đang rồi. Thu nghe nồng mùi ớt chưa hả? Nó thơm, nó nồng lắm. Mà nó không có chai nhiều. Mẹ ăn. Ớt, Út mua gì Út? Mẹ ăn bỏ ớt hiểm. Mua gì? Mua rồi. Xa, xa. Ốc đợi ăn chút nó đây vô, mà 15 phút nữa đây vô. Gần mãi rồi, mãi tàn rồi. Tàn rồi, tàn rồi, tàn cuộc. Đi ra ra đó để đưa qua. Ê Quyền, chị lấy nè. Chị lấy ớt cho. Có thằng xu á. Nè, hỏi ngon. Ngồi dở quá. Cho cái con ngắm đông cô nè, ngắm nhỏ á. Xuân qua. Đúng rồi á. Xuân qua, đưa đây. Cái miệng nó mình bị đau. Nè, cho cái đùi nè. Mình ăn nóng không được. Không có được. Thần đấy. Ồ, bà muốn cho ba xin nhiều ớt chứ vậy ba. Không sao. Nè, ăn rau không? Có chuyện hay á. Tại vì cái chậu rau á nó cái nào như con ớt nó nhìn không có biết được. Chậu ớt hả ba? Cái trái ớt này nè. Rồi ba đắp lên cho qua cái ngay cục ớt nữa. Cái ớt này nè mình để. Cô câu thôi vậy. Mình hái trái ớt xanh mà để nghiên cứu luôn, cái là mình bỏ vô nó vừa tái tái mình ăn nó thơm nó nồng.
cây. Cái nộp nó hơn rồi, nó hút nó hút nước. Cái nước mắm kìa, chấm mắm nha. Ngọt ngay à, cái nước còn ngay à. Nước mọt hay nước gà hay là nước nấm bò? Nước dừa. Nước gà, nước nấm với nước dừa mẹ. Nước dừa chứ, chứ đâu phải ớt. Ớt thì ngọt dữ. Ớt đâu ngọt. Ôi là giờ mới ăn nấm nấu với ớt thì nhiều ngon không có chay. Dữ hả mẹ? Ủa bên lẩu, lẩu nó nhất hiểm. Bởi vì gấu cá hớt là cay giờ cắn à. Chừng nào mà mình lửa lớn quá. Hay nó kệ nó. Còn thấy tổ loại còn quẹo vô, thôi nè ngất. Mà này á, cái nào cũng ngọt hết, nó ra nước này ăn mát nè. Trời cay quá rồi, cay quá rồi. Chị có mặn huyện đâu. Chị hai, chị hai. Chị hai cắn thấy ớt luôn á chị ba. Ở bên đây thôi mà bởi vậy đâu dám lừa qua đâu. Nghiêng vậy là cho thức ăn nó nhẽ bên đây. Thôi em ăn lá quế đâu được đâu mà nhúng vô này nãy em ăn được. Vậy hả? Dạ. Nó thơm ha. Em đi ăn cái gì em cũng bao giờ bỏ này. Lá quế thơm lắm. Cắn lá ngọt ngay luôn á ba. Mẹ đâu có nãy giờ chị rút kinh nghiệm từ nãy rồi nó lắm lắm mà chị không biết làm em không dễ lắm để giờ thở quá trời luôn. Anh nói cái răng cái tóc là gốc con người, cái răng mình bị nhổ cho nên gốc của mình mới vừa bị tóc mới vừa bị tóc gốc giờ nó đau quá em mất tóc rồi nè. Chào bị gì đó tao cố gắng hết sức nói khi còn có thể. Giờ chị hai cái gan đau nhưng mà chị hai không bỏ cuộc. Không có gì tại vì ngon quá. Có gì này nè. Không có sao hết nha, ngay cái quầy rồi không sao. Đó mẹ. Mẹ ăn thấy cái rau mẹ đó mà nó màu xanh hết, mẹ ăn trúng cái trái ớt rồi. Mẹ đi uống nước rồi. Đi chơi cũng mẹ ăn cắt rồi đây. Cái cánh mình ăn được. Đó. Trưa hôm nay. Thật giờ. Ăn hôm nay, em có thể theo. Em có thể theo ớt thôi. Nồng cái thơm thôi chứ nó không cay phải không? Cánh nó cay. Cánh nó cay. Vậy là mình nấu cái canh lá ớt nó cũng nghe mùi chứ nó cũng không cay. Có thể là canh lá ớt ngọt mà ngon mà canh lá hủ qua ăn nó ngét. Vậy hả? Em thấy nó đắng hơn cái tái nữa. Đắng, nó ngét. Thì con ăn không quen, con ăn mát. Khi mà con lớn tuổi hơn chút nữa là con ăn được. Em vẫn không ăn được. Hủ qua em ăn nhân thôi mà. Hồi đó chị ăn hôm qua không đâu được đâu mà tiện không giờ chị ăn được á. Không bị thiếu cái chất á. Mà cứ ăn được. Giống như xưa em khoái ăn mấy bánh hồi xưa là còn giờ đó em ăn dữ lắm luôn á. Giờ giờ em thấy cái nhưng mình luôn. Như mình thiếu tự như mình ăn cái mình không thấy đắng. Ở nhà mà không ai hết á. Biết cái nhà không? Thì cái ba đi mày kia. Cái quả. Đây nè. Bữa nay mình cười điểu hơi điểu một chút. Dạ, bên đây đau quá. Phải cười nữa mẹ. Đợi cười sao nữa mẹ. Nhít môi á phải không? Đánh á. Cái em nó không quay kia quay. Rồi, cái này. Tới nhà ông ngộ đó. Cái gì vậy? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký để có thể xem những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Có tiếng cười kìa. Cười tiếng đau khổ.